Anh hai, mình có phải là con chim hòa bình không anh hai? Hình như đúng á, tại vì mình là chim bồ câu mà, là chim hòa bình á. Vậy em với anh hai mà quýnh lộn, có phải là hai con chim hòa bình đang chiến tranh với nhau không anh hai? Trời, sao tự nhiên mày hỏi tao mấy câu gì vậy? Vậy thôi hỏi câu khác. Thời gian có phải là tiền là bạc không anh hai? Đúng rồi, thời gian quan trọng lắm á, là tiền là bạc á. Vậy nãy em bay ngang em ị lên cây ATM, có phải là em ị lên cổ máy thời gian không anh hai? Ê, bà nội bị hỏi mấy câu gì vậy? Bị hoát não toàn là tao cắn mẹ em nè. Thôi khoan khoan, trời ơi sao mày quýnh em vậy con? Con không biết, con hỏi anh hai không biết trả lời, anh hai quýnh con. Thôi quen là thương nè, ôi hỏi gì để mẹ trả lời cho, đừng hỏi quỷ đó. Con cá heo với con hải cẩu có phải là phiên bản nàng tiên cá của con heo với con chó không mẹ? Cá heo với hải cẩu mà, với heo với chó à. Thì có phải là con thằn lằn là phiên bản Spider-Man của con cá sấu không mẹ? Còn con cá sấu là phiên bản Iron Man của con thằn lằn. Cá sấu hả? Thằn lằn biết trèo, còn cá sấu có giáp sắt hả? Iron Man gì đấy? Con nói rồi, thằng này nó bị khùng mà, bà đẻ ra nó chi giờ nó báo quá trời báo à. Vậy con báo mà ngoan ngoãn có gọi là con báo không anh hai? Ôi thằng hai, giờ tao đếm 1 2 3, mẹ con mình vô chết mẹ nó nha. 1 2 3, quất. Thôi đừng cắn nữa, trời ơi nó hôi quá. Trời ơi mày con tao mà sao mày hôi quá. Tôi quýnh người ta mà chê người ta hôi nữa. Mẹ có bao giờ tắm cho con đâu, con lại một con chim đen nữa, hôi ha. Trời ơi mẹ xin lỗi, đó giờ mẹ quên giới thiệu con dung dịch vệ sinh chim. Nó xài cái dung dịch vệ sinh nam, lộn ai, dung dịch vệ sinh chim X2 Bentley gì nè. Nó thơm, sạch, mát. Mày sẽ trở thành một con chim thơm tho, sạch sẽ.